Hoài Linh hủy kết bạn Facebook với ai hóa nhân vật cổ trang Trung Quốc. Trào lưu dùng ứng dụng Bitu hóa thân thành nhân vật cổ trang đang rộ lên trên Facebook mấy ngày nay. Ngọc Trinh, con dâu Hoàng Kiều và nhiều bạn trẻ Việt hưởng ứng nhiệt tình, song có lẽ tất cả đều cảm thấy chân hững khi đọc status của Hoài Linh. Có lẽ ngứa mắt với những ai hóa thân thành nhân vật cổ trang như trong phim Kiếm Hiệp Trung Quốc, nên Hoài Linh tuyên bố sẽ hủy kết bạn trên Facebook, kể cả anh em hay bạn bè thân thiết. Lý do danh hài đưa ra là vì Facebook là phải nhìn mặt nhau, lên hình đó nhìn không ra ai, nên em coi như không quen. Bên cạnh đó, Hoài Linh ủng hộ trang phục cổ trang kiểu Việt Nam là khăn đóng và áo dài. Nguyên văn của Hoài Linh trên Facebook cá nhân như sau: em thì em xin phép thông báo là em không theo phong trào cổ trang nha. Em xin phép hủy kết bạn với những bạn trong friendlist mà đăng hình cổ trang này nhé. Anh em, bạn bè thân thiết em cũng hủy. Đừng buồn giận em nghe. Facebook là phải nhìn ra mặt của nhau. Lên hình đó nhìn không ra ai, nên em coi như không quen. Nếu cổ trang mà khăn đóng áo dài em tiếp hết. Status của Hoài Linh nhanh chóng nhận được 8.000 lượt like sau 1 giờ. Sau đó có các Phượng và Tiến Luật. Bên dưới Tiến Luật viết: dạ, em không dám xài cái đó sợ bị hack nick. Do lỡ đổi avatar theo kiểu cổ trang nên quán quân Mr. Gombo Nguyễn Văn Sơn hoác hổn bình luận: chết, em chót để luôn avatar. Hoài Linh liền đáp: yên tâm đi, anh chỉ hủy kết bạn thôi. Dù vậy, vào thời điểm viết bài thì Hoài Linh vẫn chưa hủy kết bạn với Nguyễn Văn Sơn. Khi bạn Thanh Tuyên hỏi: cổ trang có gì sai à chú Linh? Nam danh hài trả lời rằng: nó không sai, nhưng mỗi người mỗi ý thích. Coi trên Facebook nhìn không ra ai hết, nên bực mình vậy thôi. Được biết, Bitu là ứng dụng giúp tạo ra những hình ảnh như tranh vẽ trong phim Kiếm Hiệp, hỗ trợ phủ thêm hiệu ứng hoạt họa với cách tạo hình độc đáo mang đậm nét cổ trang. Cách sử dụng cũng rất đơn giản. Sau khi mở Bitu, bạn vào mục Crazy X-Face, chọn hiệu ứng ưa thích, chụp tự sướng hoặc chụp ảnh rõ mặt có sẵn, xong Bitu sẽ tự động hòa trộn gương mặt với hiệu ứng để tạo thành ảnh cổ trang. Ứng dụng này cho phép bạn tự trang điểm thêm như kẻ mắt, tô má hồng, tô son cho diện mạo giống hệt với nhân vật trong phim từng xem. Trước đây, Bitu từng gây sốt nhờ hiệu ứng trang điểm giống Võ Tắc Thiên hay búp bê trong ngày Giáng sinh. Đầu năm 2015, Tuấn Hưng bực bội với trào lưu chụp ảnh theo kiểu Võ Tắc Thiên bằng Bitu và tuyên bố sẽ hủy kết bạn với ai dùng ứng dụng này trên Facebook. Dù đã lấy trấn thành, Harry Won vẫn hát lời yêu thương cùng Tiến Đạt. Trên sân khấu hội ngộ danh hài, Harry Won tự tin trình diễn ca khúc Love You Hey You cùng lời độc rap của tình cũ Tiến Đạt. Tập 6 của chương trình truyền hình Hội ngộ danh hài đã lên sóng vào tối 11 tháng 2. Các nghệ sĩ góp mặt trong tập này gồm có Harry Won, Tiến Đạt, Thúy Nga, Chí Tài và Việt Hương, Nam Thư, Võ Minh Lâm, Mạc Văn Khoa, Hương Giang Idol, Lan Phương và Lâm Vĩ Dạ. Harry Won tái xuất trên sân khấu của Hội ngộ danh hài với ca khúc Love You Hey You đã từng kết hợp ăn ý cùng tình cũ Tiến Đạt. Nữ ca sĩ tự tin thể hiện vũ đạo nóng bỏng, ấn tượng cùng vũ đoàn. Trong phần biểu diễn của mình, vợ Trấn Thành cũng không ngại ngừng sử dụng có giọng rap của bạn trai cũ. Tiếp tục lấn sân sang ca hát, Chí Tài kết hợp cùng Thúy Nga chào năm mới có liên khúc Câu Chuyện Đầu Năm và Thiên Dương Tiền Định. Đây cũng là lần đầu tiên Thúy Nga khoe giọng hát kể từ khi trở lại sân khấu Hội ngộ danh hài. Thúy Nga trêu chọc đàn anh hát hay nhưng diễn dở, trái ngược với đồng nghiệp. Chí Tài khen Thúy Nga: lâu rồi mới thấy em hát một bài hát ngọt ngào dễ thương đến vậy. Đồng hành cùng MC Chí Tài, Thúy Nga được ông Bụt Chí Tài ban cho một điều ước, nữ nghệ sĩ không ngại khoe thuyết điểm của mình: con có chiều cao 1m27, con chỉ ước mình có chiều cao 1m72. Nam Thư, Chí Tài, Anh Tú mang đến tiểu phẩm hài bùng binh. Với ngoại hình nóng bỏng, kiều nữ làng hài Nam Thư cặp kè cùng lúc với trai trẻ Anh Tú và đại gia già Chí Tài. Không vừa lòng vì đại gia trẻ để nhạc chuông chúng ta không thuộc về nhau, Nam Thư mạnh tay ném điện thoại của anh ra. Kiều nữ khóc lóc kể chuyện má mình bị ung thư rụng hết tóc. Đại gia trẻ lập tức đưa cô nàng 250.000 để mua tóc giả cho má. Để chiều lòng người đẹp, chàng trai để lại những kim cương làm tinh để đi rút tiền cho người đẹp. Đại gia trẻ vừa đi, Thư tiếp tục chơi trò bùng binh với Chí Tài. Thấy Chí Tài vấp ngã đau chân, Nam Thư lập tức hôn để Chí Tài hết đau. Chí Tài làm tới đòi Nam Thư hôn tay, hôn má, hôn môi mình. Chí Tài cũng mạnh tay tặng Nam Thư những hộp xoàng để chứng tỏ với người đẹp. Nam Thư liền đòi Chí Tài mua Rolls Royce cho mình, nhưng Chí Tài chỉ đồng ý mua xe lăn với lý do: để anh mua cho em chiếc xe mà em đi ai cũng phải nhìn. Việt Hương, Võ Minh Lâm, Mạc Văn Khoa tiếp nối chương trình với vở cải lương hài Chọn Chồng Hợp Tuổi.
Dậu tiểu thư Việt Hương không chịu nổi cảnh ế nên tổ chức ném tú cầu tuyển chồng. Sau 10 ngày ném tú cầu thất bại, trái tú cầu cuối cùng đã được chàng trai điển trai Võ Minh Lâm bắt phải. Tuy nhiên, Võ Minh Lâm khẳng định tha ở giá cho gái nó thèm, khiến Việt Hương phải đem 500 anh em ra dọa nạt. Không toàn thay ra khỏi đây, được lấy chồng, Việt Hương leo rào, đạp đổ vườn bông để đến với Võ Minh Lâm. Ngay lúc Việt Hương theo Võ Minh Lâm về rước dâu, Mạc Văn Khoa xuất hiện đòi cướp dâu. Việt Hương liền hỏi, chẳng lẽ số ta cưới một lúc hai chồng, sau khi bị hai công tử phản ứng. Việt Hương quyết định cho hai chàng trai phân tài cao thấp, ai chết người đó thua, ai thắng sẽ được lấy Việt Hương. Mong muốn đổi đời, Hương Giang, Lâm Vĩ Dạ rủ nhau đi thi tuyển làm cung nữ trong tiểu phẩm 2 Bí Mật Cung Cấm. Ngay khi xuất hiện, Lâm Vĩ Dạ đã khiến Chí Tài Công Công bật ngửa bởi giọng nói ôm ôm. Hương Giang vội vàng thanh minh cho người chị em. Hai chị em con mới ở bên về, con hoàn thành rồi, còn nó đang trong quá trình. Hương Giang mơ ước được vào cung để ăn yến. Trong khi đó, Lâm Vĩ Dạ mơ ước được làm Hoàng Thái Hậu. Hương Giang lập tức chê bai Lâm Vĩ Dạ, mặt già như Hoàng Thái Hậu. Lâm Vĩ Dạ đáp trả, mấy đứa đẹp thường có duyên. Lan Phương, cung phi xuất hiện với bụng bầu 7 tháng, bất chấp bụng mang dạ chữa. Lan Phương vẫn bất chấp thị phạm, cách chào hoàng thượng với tư thế bồ câu. Chí Tài tiết lộ hình ảnh kinh khủng nhất trong cung chính là tước bỏ đôi giày cao gót của Việt Hương, tống vào lãnh cung cho lùng mãi mãi. Phi Thanh Vân sụt 3 kg vì cú sốc đổ vỡ hôn nhân. Nữ diễn viên cố lấy lại cân bằng, tự lái xe đi làm sau chuỗi ngày mệt mỏi vì vụ ồn ào ly hôn với chồng trẻ. Từ khi trục trặc tình cảm, vợ chồng ly thân, Phi Thanh Vân tự lái xe và làm mọi việc, không cần Bảo Duy hỗ trợ như trước. Sau những ngày du lịch xả stress, Phi Thanh Vân đã đi làm trở lại. Cô cho biết bị sụt 3 kg vì những trận khủng hoảng mâu thuẫn gay gắt với Bảo Duy trước ly hôn. Ngoài chiếc xe hơi màu bạc, cô còn 4 xế hộp khác nữa và nhiều tài sản giá trị lớn. Phi Thanh Vân cố giữ thần thái tươi tỉnh, quyết không gục ngã trước bất cứ nghịch cảnh nào. Người đẹp chủ trì buổi gặp gỡ khách hàng đầu năm tại công ty mỹ phẩm của cô. Phi Thanh Vân trưng bày nhiều hình ảnh của mình ở công ty để nhớ một thời da nâu. Người đẹp chụp ảnh kỷ niệm cùng khách hàng. Ngoài kinh doanh, Phi Thanh Vân đang đóng sitcom Gia Đình Vui Nhộn, làm giám khảo và tham gia một số game show. Cô còn định hợp tác đầu tư sản xuất phim, mở shop thời trang trong thời gian tới. Ngất xỉu vì xem cô bé 4 tuổi xinh xắn này làm MC. Trấn Thành bật cười thích thú, Chi Bu ôm mặt vì ngượng ngùng. Đó là những phản ứng thú vị của các bình luận viên bị tài tí hon khi đối mặt với cô MC 4 tuổi cực đáng yêu này. Tập 5 của chương trình truyền hình Biệt Tài Tí Hon đã lên sóng vào tối 12 tháng 2 với sự góp mặt của các nghệ sĩ Mỹ Linh, Trấn Thành, Quang Vinh và Chi Bu. Ở tập này, Chi Bu Mỹ Linh được xếp thành một đội, đối đầu với họ là đội của Trấn Thành, Quang Vinh. Ngô Kiến Huy vẫn góp mặt trong chương trình với vai trò MC. Hai đội chơi sẽ lần lượt xem các đoạn clip và dự đoán tài năng thật sự mà các thí sinh nhí đang che giấu. Sau khi đoán xong, các nghệ sĩ phải tìm cách thuyết phục thí sinh nhí về với đội của mình. Trong trường hợp các nghệ sĩ đoán sai, thí sinh nhí có quyền đưa ra bất kỳ hình phạt nào. Nghệ sĩ phải thực hiện và không được kỳ kèo trả giá. Cuối chương trình, 100 khán giả có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho các thí sinh. Thí sinh nào được nhiều bình chọn nhất thì được vào thẳng vòng bán kết. Cô bé 4 tuổi, Thái Đại Mộc Quế Anh với biệt tài làm MC đã khiến cho Trấn Thành, Mỹ Linh, Chi Bu và Quang Vinh phải nhiều fan rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Xuất hiện trong clip giới thiệu, với màn cắm hoa điêu luyện, Quế Anh đã thực hiện cú lừa ngoạn mục với Trấn Thành, Quang Vinh vì tin rằng cô bé này sẽ làm một cái gì đó liên quan đến hoa, nên Trấn Thành phản đoán Quế Anh có thể thuyết trình về hoa. Ngược lại, đội Mỹ Linh Chi Bu tinh mắt hơn, phán đoán là cô bé có thể dẫn chương trình. Đúng như Mỹ Linh dự đoán, Quế Anh làm khán giả lẫn các nghệ sĩ còn lại phải mắt tròn mắt dẹt vì khả năng làm MC rất chuyên nghiệp. Cô bé lưu loát dẫn một chương trình khá dài mà không hề bị vấp. Sau đó còn xuống tận ghế bình luận viên để giao lưu và bắt từng nghệ sĩ hát một bài dân ca. Trấn Thành nhiều fan phá ra cười ngất và kêu than trời ơi, trong khi Chi Bu thì ngượng ngùng vì Quế Anh đến mức phải dùng tay che mặt. Chất giọng nhừ nhựa cùng đôi mắt trong sáng ngây thơ của Quế Anh khiến các bình luận viên bị hạ gục hoàn toàn. Mỹ Linh sau đó đã phải rời chiếc ghế của mình vì không chịu nổi sự đáng yêu của cô bé này. Vì quá yêu thích công việc dẫn chương trình nên dù Mỹ Linh, Chi Bu chưa đưa ra lời thuyết phục,
cô bé Quế Anh cũng đã ngoan ngoãn về đội Trấn Thành Quang Vinh. Với phần trình diễn ấn tượng này, Quế Anh cũng dễ nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả. Quế Anh là thí sinh thứ 5 bước vào vòng bán kết của biệt tài Tí Hon. Cô bé Bùi Bảo Trang 4 tuổi xuất hiện trong đoạn clip giới thiệu với tài năng nhảy điêu luyện. Tuy vậy, Trấn Thành xét theo Google dịch thì nhận thấy thí sinh có khả năng nói tiếng Anh. Quang Vinh cũng đồng quan điểm với Trấn Thành. Cuối cùng, đội Anh dự đoán thí sinh là thần đồng tiếng Anh. Với đội Mỹ Linh, Chi Bu lựa chọn tài năng của bé là dẫn chương trình. Để chiêu dụ thí sinh về đội, Trấn Thành dụ dỗ sẽ dắt bé đi ăn một quán gà rán rất ngon. Không chịu thua, Chi Bu chia sẻ cô cũng thích ăn gà rán và sẵn sàng đi ăn cùng bé bất cứ lúc nào. Cuối cùng, cô bé chọn về đội Trấn Thành và Quang Vinh. Cậu bé Thanh Sơn khiến không khí của biệt tài Tí Hon trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết khi thể hiện ca khúc Non Nước Hữu Tình. Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng Thanh Sơn đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Mỹ Linh lên sân khấu ôm Thanh Sơn và khen ngợi cậu bé vì hát quá hay. Thanh Sơn là một cậu bé khá quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ. Năm 2016, Thanh Sơn từng tham gia chương trình Người Hùng Tí Hon và để lại nhiều ấn tượng vì sự tự tin, hoạt bát. Thanh Sơn chọn về đội của Mỹ Linh và Chi Bu. Ngay ở đoạn clip giới thiệu, bé Khả Ngân 4 tuổi đã gây ấn tượng bởi điệu nhảy Latin bắt mắt. Cô bé cũng tự nhận rằng mình có khả năng nhảy múa. Tuy vậy, Mỹ Linh vẫn cho rằng biệt tài mà Khả Ngân sở hữu là diễn hài vì giọng nói của cô bé nghe rất đáng yêu. Riêng đội Trấn Thành Quang Vinh lại phán đoán là ca hát. Kết quả cô bé xuất hiện trên sân khấu với trang phục màu hồng xinh xắn và khoe tài múa bụng. Dù đoán sai, Khả Hân đưa ra hình phạt cho hai đội chơi và cả MC Ngô Kiến Huy là đọc câu chúc Tết. Cô bé lém lỉnh chia sẻ vì là con gái nên quyết định chọn về đội Trấn Thành. Cậu bé Thiên Phước 6 tuổi được đội Mỹ Linh dự đoán là có tài múa rối tay. Trấn Thành nhìn gương mặt cậu bé và có cảm giác là đánh võ. Quang Vinh chia sẻ hồi nhỏ anh cũng từng học đánh võ karate. Vậy là Trấn Thành Quang Vinh quyết định đưa ra phán đoán tài năng của bé là biểu diễn võ karate, mặc cho ý kiến phản bác từ Chi Bu và Mỹ Linh. Điều bất ngờ đã xảy ra khi Thiên Phước thể hiện tài diễn kịch. Thí sinh chia sẻ thích coi kịch của Trấn Thành. Khi danh hài hỏi có biết Chi Bu hay không thì cậu bé hồn nhiên trả lời không, khiến Chi Bu một phen bối rối.